Ok, xin chào các bạn nhé. Rất vui được gặp lại các bạn ở video ngày hôm nay của channel Tân TV. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn một cái mẹo mới, đó là các bạn kiểm tra xem những cái người bạn nào đã hủy lời mời kết bạn của bạn trên Facebook của bạn nhé. Tức là kiểm tra được xem những cái bạn nào đang trong quá trình mà bạn bè chẳng hạn hoặc là các bạn người thân mà hủy kết bạn với bạn thì các bạn sẽ biết được ngay nhé. Rồi bây giờ các bạn cùng theo dõi video nhé. Cách này thì các bạn sẽ làm trên Android hay điện thoại Android cho mình nhé. Các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng hỗ trợ, nó cái ứng dụng là đây, Google Unfriend Detail. Đây các bạn sẽ vào đây, tên hơi khó đọc, với các bạn vào nhập cho mình nhé. Đây này, đây là cái ứng dụng mà các bạn muốn cài nhé. Đây này, ứng dụng đầu tiên luôn, Google Unfriend Me nhé. Các bạn kích vào thôi, kích vào và tải về bình thường nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra các bạn nhé, mình đã cài rồi. Ok. Đây, lần đầu tiên thì các bạn vào thì nó sẽ bắt các bạn log in với cái tài khoản Facebook của bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ chọn là đồng ý này, chọn vào đồng ý này và các bạn chọn là log in with Facebook nhé. Các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản Facebook này của bạn vào nhé. Các bạn yên tâm. Đấy, mình ok, điện thoại yêu pin. Yên tâm thì cái ứng dụng này nó hoàn toàn không vấn đề gì nhé. Các bạn không sợ là bị mất tài khoản đâu. Ok nhé, bây giờ mình sẽ nhập cái tài khoản của mình vào nhé. Rồi các bạn chờ một chút nhé. Nó đang đăng nhập vào. Và ngay sau đây thì nó sẽ có một cái thông báo là đây, nói chung là đại thể là nó sẽ thông báo là tiếng Anh thì mình không giỏi nhưng mà mình sẽ dịch qua đây là lần đầu tiên bạn và bắt đầu từ bây giờ nhé. Các bạn lưu ý là bắt đầu từ bây giờ thì các bạn mới có thể biết được kể từ khi bạn cài app này nhá. Bây giờ ngay bây giờ ấy, từ ngày ví dụ ngày hôm nay bạn cài chẳng hạn thì bắt đầu từ ngày mai những ai mà hủy kết bạn thì các bạn mới biết được nhá. Ok. Thì đây là nó sẽ có, các bạn chọn vào này, nó sẽ có là available này. Đấy, khi các bạn nó tức là nó sẽ luôn luôn chạy ảnh nhá. Các bạn khi mà các bạn dùng 3G hoặc wifi chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ loát này, nếu mà có danh sách nào mà hủy kết bạn thì nó sẽ hiện ra đây. Nó sẽ hiện ngay trên cái tab của các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một cái nick để các bạn thử nha, mình sẽ hủy kết bạn với cái tài khoản Facebook của mình nhé và các bạn xem nó sẽ thông báo như nào nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn một cái rồi. Đấy, bây giờ mình vừa lấy một cái tài khoản của mình hủy rồi, mình sẽ load lại nhé. Đấy, ok, load lại. Load lại. Chắc là đợi một lúc. Ok, mình vừa thử lại cho các bạn nhé. Mình vừa thử hủy một cái nick của mình. Đấy, thì bây giờ cái tên nó sẽ hiển thị trên này. Đấy, đã hủy kết bạn của các bạn nhé. Đấy, những cái danh sách hủy của bạn xuất hiện trên đây. Đấy, rất là ok nhé. Đấy, các bạn cứ thử nhé. Mình vừa lấy hủy và nó sẽ hiển thị ngay cái danh sách là những người đã hủy trên đây. Đấy, rất là ok. Rồi, hy vọng với cách này thì các bạn có thể biết được những cái người bạn nào mà hủy kết bạn của bạn trên Facebook nhé. Thì nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình nhé.